Chào mừng các bạn đến với sân Quy Nhơn, sự sôi động của bóng đá Hoàng Đế Quang Trung. Thọ đang có mặt ở trong sân động Quy Nhơn giữa vừa nghỉ của hai hiệp trận đấu giữa Topalen Bình Định và BKM Bình Dương. Đây là khung cảnh bên trong sân Quy Nhơn. Hiện tại thì bên này các bạn có thể xem đây là khán đài B. Đấy, có lượng khán giả như thế này. Sân Quy Nhơn chỉ được bán 15% số lượng chỗ ngồi trên sân nha các bạn. Còn bên đây là khán đài A. Đây các bạn. Một vòng sân Quy Nhơn cho các bạn xem. Rất sôi động các bạn nha. Tuy một giải đấu giao hữu chỉ có khoảng 15% khán giả vào sân thôi, nhưng mà trống cờ là rất hấp dẫn, rất sôi động. Đấy. Một điều Thọ muốn chia sẻ với mọi người biết là trong trận đấu này, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã đến dự khán. Ông đang ngồi ở khán đài A cùng với các đại biểu VIP. Ở chiều nay thì có hai huấn luyện viên nổi tiếng đến sân, đó là ông Park Hang-seo, huấn luyện viên tuyển Việt Nam, và ông Kia Kisak là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Rồi bây giờ chuẩn bị vào hiệp 2 nhé. Thank you.
tượng vua Quang Trung và quân lính đang diễu hành trên khán đài B nha các bạn. Hình tượng rất là đẹp của bóng đá Việt Nam, rất đẹp trên sân vận động Quy Nhơn. Quán sau trận đấu, xin mời ông Nguyễn Đức Thắng và ông Đặng Thiện Trình. Xin cảm ơn ông Hồ Trung Hiếu, trưởng ban tổ chức giải, và xin chúc mừng thanh đạo.